Cá Dunscleosteus, kẻ hủy diệt của kỵ Devon. Trong lòng đại dương hàng trăm triệu năm trước thì có một loài cá ăn thịt với răng nanh và hộp sọ khổng lồ. Chúng là Dunscleosteus. Với tên hình mập mạp và hình dáng hung dữ, loài cá của kỵ Devon này xứng đáng với biệt danh là kẻ hủy diệt thời kỳ cổ đại. Vào nửa sau thế kỷ 19, thì nhân loại bắt đầu phát hiện được một số lượng lớn hóa thạch của nhiều loài sinh vật cổ đại khác nhau. Ngành cổ sinh vật học ở Hoa Kỳ bắt đầu phát triển. Nhiều hóa thạch kỳ lạ đã được tìm thấy ở Tennessee và Wyoming. Năm 1868, thì John Jaspery dựa theo hóa thạch hộp sọ và hàm dưới AMNH81 để hình thành lập chi khủng ngư Desnicti với loài cá điển hình là Dynasty hazeri. Trong một thời gian dài sau khi chi Genestea được đặt tên thì hầu hết tất cả các loài cá cổ đại khổng lồ được tìm thấy ở Bắc Mỹ đều được phân loại vào trong chi này, và chi khủng ngư được giới khoa học coi như là một bãi rác trong ngành phân loại động vật. Năm 1956 thì cổ sinh vật học Charles Barry Lasman phát hiện ra rằng loài cá có tên là Dynasty Sesrali, trong các nghiên cứu từ năm 1873 là một loài hoàn toàn mới và khác xa so với chi khủng ngư, bởi vì đại ông đã đặt tên và phân loại lại cho loài cá này là Dorscleostriot thuộc chi Dorsico. Và cho đến nay thì có ít nhất là 10 loài trong chi được phát hiện, trong đó thì loài điển hình là Joscleosteus stelstrali. Hầu hết các mẫu hóa thạch của các Dune được tìm thấy ở Hoa Kỳ, Bắc Mỹ và ở cả châu Âu. Khuôn mặt của các đun rất ấn tượng với hình dáng của hộp sọ và răng cực kỳ đáng sợ. Trương là một chi cá da phiến tuyệt chủng từng tồn tại vào cuối kỳ tra vong khoảng 380 đến 360 triệu năm về trước. Vài loài ví dụ như là D. Dimasrasi và Dimagasificus nằm trong số những loài cá da phiến lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. John là một loài cá ăn thịt tiền sử, có kích thước cá lớn. Trước đây có rất nhiều tranh cãi về kích thước thật của loài cá này, bởi vậy rất nhiều người cho rằng loài cá này có chiều dài cơ thể lên tới hơn 10 mét. Nhưng thực tế thì qua phân tích và mô phỏng lại thân hình của loài cá này từ các bộ hóa thạch tìm kiếm được, chúng ta biết được rằng chiều dài tối đa của loài Denscleosteus này là 6 mét và nặng tới gần 1,5 tấn. Denscleosteus là những con cá bọc thép đầu và cổ của chúng được bao bọc bằng một lớp áo giáp xương khá dày. Cũng chính vì điều này mà hóa thạch của chúng thường bảo tồn được hầu hết các phần và đầu, cổ bao phủ bên ngoài lớp giáp đó là một bộ da rất bóng đi theo đó là một đôi mắt mọc ở hai bên đầu với những chiếc răng sắc nhọn khổng lồ có thể nhìn thấy ngay từ bên ngoài mặc dù có thể nhìn thấy ngay từ bên ngoài nhưng trên thực tế loài cá này không hề có răng thứ mà chúng ta thấy là và coi như là răng về bản chất đó chính là một phần của lớp áo giáp xương của chúng theo hình dạng của hóa thạch cổ thì hộp sọ Loài cá này có phần lưng cao hơn và cơ thể của chúng phải rất mập mạp với một cái đuôi lớn mạnh mẽ ở phía sau, cơ thể rắn chắc, cái miệng sở hữu lực cắn kinh hoàng và một bộ giáp cứng cáp khiến cho Danoscleost trở thành một chiếc xe bọc thép đúng nghĩa trong lòng đại dương. Danoscleost sống ở thời kỳ cuối kỷ vong từ 380 đến 360 triệu năm về trước và đây được xem là thời đại hoàng kim của các loài cá, sự phát triển thịnh vượng của các loài cá ăn thịt cỡ lớn cũng được xem là điểm nhấn của thời kỳ này. Những loài cá có cấu trúc hộp sọ và hàm tương tự cũng xuất hiện khá phong phú, nhưng John Clestad vẫn được coi là một trong những động vật có xương sống, có hàm sớm nhất trong lịch sử trái đất, cú chụp cắn của loài cá này có sức mạnh tương đương 5 tấn với lực cắn khủng khiếp này loại cá mập cùng thời dường như hoàn toàn bất lực trước chúng và cùng với đó là tính cách vô cùng hung dữ loại cá này được xem là sinh vật đứng đầu chủ thức ăn dưới đại dương thời kỳ bấy giờ <laughs> cũng được coi là một tay sát thủ hạng nặng của trái đất kể từ khi bắt đầu sự hình thành của những sinh vật có xương sống. Với cấu tạo vô cùng đặc biệt, đầu và ngực được bao phủ bởi các tấm xương như bọc thép, Dunscleosus là nổi khiếp đảm của cá mập cùng với nhiều loài sinh vật biển khác thời tiên sử. Nghiên cứu cho thấy Dunscleosus có bộ hàm khỏe nhất trong mọi loài sinh vật biển từ trước tới nay, ngang ngửa với sức mạnh của T-Rex và các loài cá sấu hiện đại khác. John Schleusert có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì trong môi trường của nó Philip Anderson nhà nghiên cứu đứng đầu tại đại học Chicago mỹ đã nói như thế hóa tập tìm thấy với nhiều xương cá và một phần thức ăn còn lại của các loài cá khác các nhà khoa học cho rằng John Schleusert thường xuyên nhả các xương của con mồi ra chứ không hoàn toàn tiêu hóa chúng John Schleusert là một loài cá hung dữ nó có thể ăn bất cứ thứ gì gặp trên đường đi săn từ cá bé cá lớn cá mập hay thậm chí là đồng loại của mình John cũng sở hữu một cơ thể, một cơ chế liên kết bốn phần của hàm giữa hộp sọ, lá trắng ngực, hàm dưới và các cơ hàm nối lại với nhau. Các khớp này chuyển động linh hoạt giúp cho cả hai hàm đạt được tốc độ cao khi mở và đóng. Chúng có thể mở hàm trong 20 phần nghìn giây và kết thúc toàn bộ quá trình mở và đóng trong khoảng 60 tới 50 mili giây. Denzelotex sử dụng cơ hàm để hút thức ăn hỗ trợ trong việc bắt giữ con mồi, tạo lực cắn cao khi đóng hàm, áp lực tạo ra lớn đến mức có thể đâm thủng hay là cắt đát qua lớp biểu bì hoặc là áo giáp da. Điều này làm cho Denzelotex trở thành kẻ săn mồi khủng khiếp nhất của đại dương thời bấy giờ. Trong suốt hàng triệu năm trong kỳ Devon, thì đơn Cleostat là loài sinh vật biển thống trị hoàn toàn thế giới đại dương. Các nhà khoa học cho biết loài sinh vật khủng khiếp này là loài cá lớn nhất đại dương trong kỳ Devon. Với hình dạng phục dựng, chúng trông giống như là những cổ xe tăng bọc thép, sẵn sàng tấn công con mồi đang nhắm tới. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.